Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay máy móc Minh Chí vừa về với sản phẩm là súng bắn bu lông 1/2 chạy bằng điện. Đấy. Hàng này là công nghệ của Mỹ, Trung Quốc sản xuất nhá. Hàng loại 1 cực tốt. Sản phẩm này nhá, máy móc Minh Chí đang phân phối toàn quốc. Vẫn như thường lệ thì sản phẩm này nó sẽ không có 10 cái đầu khẩu đi kèm, nhưng mà máy móc Minh Chí vẫn sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em là 10 đầu khẩu đi kèm. Đấy, để anh em chúng ta về là chỉ việc sử dụng thôi nhá. Cái này có lợi thế là nó không dùng khí nén mà nó dùng bằng điện. Thì rất là đơn giản thôi. Nó không có 5 số bắn như là của Nhật Bản hay là của Đài Loan. Là nó sẽ có 5 số bắn ở đây nhưng mà chạy bằng điện, chúng ta chỉ có trái phải thôi. Anh em nhìn đây là nó có chữ right, left bên trái và bên phải. Đấy. Súng này nó sẽ nặng hơn cái súng khí nén, bởi vì nó còn phải chạy điện với cả motor bên trong, thì chúng ta sẽ thấy là nó cầm, tôi ước chừng nó rơi vào tầm 3 cân, khá là nặng, cầm rất là chắc tay. Bây giờ tôi sẽ bắn lực cho anh em xem, để chúng ta xem cái lực là chúng cái súng 1/2 này mà chạy bằng điện thì nó sẽ khác gì so với cả súng chạy bằng khí nén nhá. Anh em nhìn kỹ nhé. Đây là tôi tuyến bên trái, bây giờ tôi bên phải. Anh em nhìn kỹ được này. Đó là rất là mạnh, rất là khỏe. Bây giờ tôi sẽ cho anh em nhìn thấy cái lực gió của nó nhé. Em nhìn này. Rất là mạnh. Thông số của nhà sản xuất thì nó sẽ nằm ở bên bên này. Đó. Series để cho anh em check. Điện 200 đến 230V. Đấy. Thấp nhất là 2100 vòng trên 1 phút và cao nhất là 2700 vòng. Sản phẩm này nhá, máy móc Minh Chí sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 1 tháng và sửa chữa trong vòng 1 năm cho tất cả anh em. Hàng này bao đẹp bao chất nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với cả tôi là máy móc Minh Chí 0915498666 để đặt hàng sản phẩm này nhá. Sản phẩm đi kèm một cái phiếu bảo hành cho anh em. Đây, phiếu bảo hành đây. Đấy, anh em rất là yên tâm nhá. Tôi sẽ bắn lại một lần nữa cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau.